đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc các bạn có những thông tin thật thú vị và những giây phút thoải mái cùng với chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh cũng như bấm vào nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ tin tức gì. Còn bây giờ, xin mời quý vị sẽ đến với những tin tức hot nhất trong ngày. Nguyễn Xin cà khịa cực mạnh cô gái đòi bạn trai tại chợ du lịch châu Âu, mặc như cương thi, make up như cô dâu ma, ăn nói vô duyên. Trong tập phát sóng Bạn Muốn Hẹn Hò gần đây, Phạm Thị Thùy Dương trở thành chủ đề bàn tán khi đề nghị bạn nam tài trợ du lịch đi châu Âu. Dù mới lần đầu gặp mặt, trước những phát ngôn gây xôn xao cộng đồng mạng của cô gái, Nguyễn Xin đã có những chia sẻ thẳng thắn xung quanh vấn đề này. Bạn Muốn Hẹn Hò số 521 đang trở thành tâm điểm chú ý của thành viên mạng với những phát ngôn thẳng thắn về chuyện tiền bạc của cô gái Thùy Dương. Tại sân khấu chương trình, Thùy Dương chất vấn và đòi hỏi bạn cùng chơi phải có tiền, phải tài trợ du lịch châu Âu, châu Mỹ nếu đồng ý quen. Những chia sẻ của Thùy Dương trong chương trình bị nhiều người lên án là quá thực dụng, ham tiền. Làn sóng dư luận còn để lại nhiều bình luận chỉ trích quan điểm thái quá của Thùy Dương trong tình yêu. Mới đây, Nguyễn Xin đã có bài viết chia sẻ quan điểm về cô gái tuổi 31 này. Nguyên văn bài viết đăng tải trên trang cá nhân, anh cho rằng là phụ nữ, ta nên giữ một tí xíu nhân cách sẽ hài hòa và lung linh trong mắt đàn ông hơn. Những thằng đàn ông có tiền như bọn anh á, gặp mấy đứa xe xua và đòi hỏi như em, bọn anh chạy mất dép. Không phải ích kỷ, nhưng bọn anh thấy không đáng. Tiền bọn anh kiếm cực lắm luôn, nên trước khi tiêu tiền hay mua sắm bất cứ thứ gì, bọn anh đều phải cân đo đong đếm dữ lắm mới xuống xác. Về cái chuyện em đòi hỏi người đang có định làm quen với em trong chương trình, tài trợ cho em đi châu Âu, để anh nói cho em nghe. Nếu anh bỏ tiền ra mua một chuyến du lịch châu Âu để hai đứa mình cùng đi, thì ít ra em phải đẹp, đít bự, vú bự, còn không thì em phải có duyên. Hoặc là cho anh thấy một tí xíu hy vọng nào đó ở con người của em mà anh cho rằng nó xứng đáng với cái tour du lịch này. Còn đằng này mặt em thì như cương thi, make up lên sóng TV anh tưởng diễn viên chính trong phim Ma Cô Dâu, nói chuyện thì vô duyên. Đã vậy trước bàn dân thiêm hạ, em nói thẳng, nói lên TV rằng em rất thích ăn uống nhưng không thích nấu ăn, muốn có con nhưng lại không thích ở nhà chăm con, không thích đi làm nhưng một năm lại muốn đi du lịch châu Âu một năm đến hai lần hoặc hơn, không thích đi làm nhưng thích chồng tương lai sẽ gửi tiền cho ba mẹ vợ tiêu, đồng ý hẹn hò nhưng không cho phép hôn má. Với chừng đó quan điểm sống của em rủ người ta đi cho đốc bao ăn, bao ở người ta còn từ chối, chứ ở đó mà chậu với giả Âu. Trời, anh nói thiệt em đừng buồn. Chứ cái tính em như vậy, anh dắt về nhà ra mắt má anh, bà lấy chổi, cha bà dí anh với em chạy rẻ đứt em à, em vậy ai chơi với em hả em? Này thì châu Âu, anh cho em đi châu Âu nè, Nguyễn Xin dí dậm viết. Bài viết của Nguyễn Xin đã nhận được sự đồng tình lớn của cộng đồng mạng với hơn 1.000 lượt chia sẻ và 2.000 lượt bình luận. Trước đó, vlog nổi tiếng Thanh Trần cũng đã lên tiếng khi xem clip này. Cô gái cưới chồng với lời hứa hẹn sẽ được dẫn đi xin du lịch, nhưng cuối cùng xin đâu không thấy, chỉ thấy vô bệnh viện phụ sản đi xin liên tiếp 2 lần, đồng thời tag Facebook của chồng là Khánh Đặng. Hiện tại, Thùy Dương đã phải tạm khóa một số bài viết trên trang cá nhân để tránh sự công kích từ những người không quen biết.